Chào mừng các bạn đã quay lại, giọng mình chậm, các bạn muốn hay hơn tăng chế độ 1.25, hay hơn thì 1.5 nhé, bộ nào hay thì để lại tên mình sẽ là... Cửa hàng phản diện Tập 2. Con có hành vi trước đó của ghi chủ, con phải chịu trừng phạt. Người tùy tiện liều lĩnh tìm đường chết, hành vi này đã nghiêm trọng vi phạm tới quy tắc của hệ thống, do đó bạn hệ thống sẽ trừng phạt hình phạt nghiêm khắc nhất. Lần này trừ 5.000 điểm phản diện của người. Nếu như có lần sau không chấm dứt hành vi này, thì lực độ của hình phạt sẽ càng ngày càng lớn hơn, thậm chí là tiêu diệt. Đàn ghét cẩu hệ thống, Lâm Bác tự hiểu trong lòng. Có nghĩa cả, sao người lại ăn mặn thành thế này? Kỳ chủ à, hãy duy trì thiết lập nhân vật phản diện của người, nếu không thì... Tự hiểu trong lòng. Hiểu rồi. Nửa đêm không ngủ chỉ tên này là câu dẫn tiểu già. Cố nguyệt người. Lúc ở ma vực, đã tận người. Vì sao lại chắn trước mặt của ta? Là vì bảo vệ ta sao? Ngu ngốc, vì sao? Ta cũng không biết. Cơ thể bất giác xông ra, chuyện này có thể trách ta sao? Không trách người. Buổi tối đêm này, tù vị của Lâm Bác và Cố Nghiệp đã tăng lên nhanh chóng. Điểm phản diện cộng, cộng điểm phản diện xong tù in, sub maximum. Điểm phản diện cảnh giới trúc cực kỳ đỉnh phụng, đang điền đang tăng lên với dung lượng cấp 3. Điểm phản diện cộng, điểm phản diện xong tù in. Cảnh giới trúc cực kỳ đỉnh phụng, đang điền đang tăng lên với dung lượng gấp 4. Điểm phản diện cộng, đang thành. Dẫu ở trong gia tộc gặp phải vài chuyện trắc trở, nhưng mà Tiêu Miểu vẫn mau chóng chấn chỉ tinh thần. Chỉ dùng thời gian vài tháng mà đã nhận được nhiều cơ duyên khiến cho tu vị tăng đến kim đan kỳ. Sau đó thì đã thành công trở thành luyện đan sư tam phẩm, gia nhập vào đan nguyên tông. Thậm chí còn vì ta mà tìm được hai kỳ linh dược hồi sinh ta trong đan thành. Đồ đệ như thế này mới là đồ đệ ngoan của ta. Sư huynh, con có nghịch đồ, các người cái đời đấy. Tìm hiểu, con làm sao vậy? Vừa nãy đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh một trận, khí vận trừ 1.000. Tìm hiểu, khí vận còn 3.250. Giống như là mất một cái thứ gì đó rất quan trọng, đã rời sạch tà mãi mãi rồi. Giấc mơ tối hôm qua thiệt là chân thật. Trong giấc mơ làm hết những chuyện mà không thích làm với, có thể làm với Cổ Nguyệt. Ây da, xem ra là ta vẫn đang nằm mơ rồi. Ôi, mở cái con khỉ, ta đã làm cái gì tới đây? Lên quá chân. Ây da, đơn thành. Cuối cùng cũng đến được đơn thành rồi. Cứ cảm thấy Lâm Bác Sư Huỳnh đã trở nên khác hơn so với trước đây. Ta cũng cảm thấy vậy, mặc dù là không nói được là cái điểm nào, nhưng mà cứ cảm thấy trói mắt thật. Lâm Bác, chỗ này ta quen, lát nữa ta đưa người đi chơi. Đã tạ thi chủ, nhưng mà Bần Tăng đã không có cái lựa dục vọng của thế tục kia rồi. Mấy ngày này người rốt cuộc đã trải qua cái gì vậy? Cách trận đấu bắt đầu còn 7 ngày, khoảng thời gian này mọi người cứ tự do hành động. Dừng, ngoài ra hôm nay ở trong thành còn có một buổi bàn đấu giá, các người có thể đi thử xem. Có nghĩa à, người đi với ta đến một nơi. Buổi đấu giá sẽ xuất hiện cơ duyên của Tiêu Diễu. Mời ký chủ nhanh chóng cướp đoạt lại. Nò đi, thất bại kết cục ký chủ sẽ bị Tiêu Diễu giết chết. Không biết là sư tôn gọi Cổ Nguyệt đi làm cái gì, mà mấy ngày dưới sự hỗ trợ của sông tù, tu vi đã thăng cấp tiến rất nhanh. Đều sắp tới kim đan luôn rồi. Nào, hãy lại đây xem một chút đi.
Linh Thảo, Linh Hoa vừa mới hái từ ở trên núi đang hàng đi. À huynh đệ à, những linh thảo này ta đều đi hết. Hồi ông chủ tức là hào phóng. Thì tử, linh thảo trên tay của người là ta nhìn trúng trước. Giọng nói ai mà nghi quen ta gì ta. Quả nhiên là hắn là Tiêu Diệu. Tiêu tử cãi nhau với Tiêu Diệu là ai vậy? Hệ thống, chết quân địa này là ai một chút xem. Tiêu hào 1000 điểm giá trị phản diện. Tên, Bạch Tình. Cảnh giới kim đan trung kỳ. Giới tính nữ cải nam trang. Thân phận nữ thiên mệnh, châu gái của nhị tháp chủ Đa Nguyên Tông. Lại là một cô gái sao? Hơn nữa còn là nữ thiên mệnh nữa chưa? Hôm qua ta đã hiện trước với ông chủ của sạp hà này rồi. Thì tử, người không nói võ đức còn dám chúng tới giọng. Cái gì mà ngươi nhìn trúng? Ta đã bỏ tiền ra mua trước rồi. Cây linh thảo kia nó thuộc vợ ta. Còn cái gọi là hiện trước con người và chủ sạp hàng không có liên quan gì tới ta. Người hãy tìm chủ sạp hàng bỏ chị kia đi. Thiên mệnh chi tử gặp nữ thiên mệnh giống như là quỷ khù gặp phải lửa lớn. Nếu như mà Tiêu Diệu và Bạch Tình hai người này có quá nhiều ràng buộc, khí vận của Tiêu Địa sẽ tăng cấp lên. Mời ký chủ lập tức ngăn cản lại tất cả kết cục là ký chủ sẽ bị Tiêu Diệu giết chết ở trên đại hội Tam Tông. Ta hiểu rồi. Vì đã tiếp tục sống, ta sẽ can dự vào tách bọn họ ra. Hay. Ây da. Tiểu nhân phương nào lại dám chơi xấu ta? Ây dô, Tiêu Diệu, đã lâu không gặp. Sao vừa mới gặp mặt cứ lại hành lỡ lớn tới như vậy? Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Tiểu nhân lâm bất vô liêm sĩ. Người, vậy mà lại dám xuất hiện trước mặt của ta? Cha của người ở đây, có gì thì chị giáo. Lâm bất, hôm nay, chúng ta thù mến hơn cũ, tính luôn một lần. Đoạn lạng trưởng. Thanh liên kiếm linh. Tiêu Diệu, nếu như mà vị huynh đệ này đã trả hết tiền hàng rồi, thì ngươi đừng có gì vừa không rõ ràng với mấy cái tên eo la nữa. Không hổ danh là thiên mệnh gì tự mà, cảnh giới giống như mạ kiềm chân mà đã đến kim đăng kỳ rồi. Hay là nói giữa ban ngày ban ngặt, mặt người muốn cướp sao? Lâm Bất tiểu tặc, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, gây phiền phức với ta. Hôm nay, ta sẽ chém người dưới kiếm này để trút cơn giận. Ừ. Cảnh giới của mình bây giờ lại thấp hơn một bậc so với Tiêu Diệu. Hơn nữa thì dùng yếu thắng mạnh cũng không phải là một phản diện như mình có thể làm được. Cho nên, 36 cơ trôn là thượng sách. Tiêu Diệu, nữ thiên mệnh của người ta phải đưa đi rồi. Đạo nghiệt, để cho linh tâm bắt đó bỏ chạy rồi. Nhưng mà hắn vào lúc này lại tới Đăng Thành, nhất định là đại diện cho Thành Vân Tông đến tham gia đại hội Tam Tông rồi. Lâm Bắc, hãy hưởng thụ đời thời đại cuối cùng đi. Trên đại hội Tam Tông, ta nhất định sẽ hiến tỷ áp bức và lăng nhục để cho người máu bắn tung tóe hết tại đó, đầu và thân rơi khắp nơi. À, chuyện vừa nãy đã tại huynh đệ đã tương trường nghĩa tư cứu. À, chuyện nhỏ mà thôi, ta là Lâm Bắc rất vui có thể giúp được người. Ta là Bạch Nam, cũng rất vui có thể quen được với một nhân sĩ hiệp nghĩa như người. À, bên huynh đệ à, có tính toán gì? Ta đang chuẩn bị đi đến Hồi Đầu Giá một chuyến. Vừa hay ta cũng đang rảnh, à, chúng ta cùng đi đi. Hội trường Đầu Giá. Chào mừng các vị đã đến với Thương Hội Đan Thành. Ta là người bán đấu giá của hội trường lần này. Trong lòng trong sạch tự khắc rõ. Ly Chân.
Người bán đấu giá cũng xinh đẹp quá ha. Người bán đấu giá Lý Chân này là nhị tiểu thư của Lý gia, cũng là đệ nhất mỹ nhân của Đan Thành. Người cũng biết rõ thật đấy. Dù sao thì ta vẫn luôn ở Đan Thành, đương nhiên là cũng có chút nghe nổi về nhân vật như vậy rồi. Đan lão, người chắc chắn là vật phẩm áp chót của hội đấu giá này chính là lúc gốc linh thảo kỳ dị kia. Sẽ không sai đâu. Chỉ cần có gốc linh thảo đó thì Tiêu Miểu người có thể tấn thăng lên Nguyên Anh trong một năm. Để cho các vị đợi lâu rồi, tiếp theo hội đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là Minh Tâm Đăng Tam Phẩm. Giá kỷ điểm là 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá ít nhất là 10 linh thạch. Wow, không ngờ là Minh Tâm thạch có thể tăng linh thức. Vừa bắt đầu đã là bảo bối như vậy rồi sao? Ta trả 510 linh thạch, ta trả 520 linh thạch, ta ra 530 linh thạch, ta trả 800 linh thạch, 9527. Quả nhiên là xuất hiện rồi, Tiêu Miểu. Kịch hay chính thức bắt đầu. Ta trả 1600 linh thạch. Giọng nói này, ây dồ, chúng ta lại gặp mặt rồi Tiêu Miểu à, bị hỉ hồn. 4 số 9. Lâm Bắc, là cái tên khốn này nhà người. Người đúng thật là âm hồn bất tán mà. Tiêu Miểu, không trả giá tiếp sao? Người không trả giá nữa thì thứ này vượt thu về ta đấy. 1600 linh thạch lần 1. Ta trả. Tiêu Miểu đừng xúc động. Viên đan dược này cùng lắm chỉ có 1000 linh thạch mà thôi. Bây giờ đã vượt qua giá quá cao rồi, không đáng để người tiếp tục trả giá. 1600 linh thạch lần 2. Nhưng mà Tiêu Miểu, nhỏ không nhìn được thì không thành việc lớn. 1600 linh thạch lần 3, thành giao. Mình đang tầm phẩm thuộc về số 499. Được thôi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là khoáng thạch ràng, không lực khoáng, giá kế điểm là 800 linh thạch. Ta trả 2000 linh thạch, 9527. Ta trả số 9527 trả giá bao nhiêu? Ta đều trả hơn hắn 50 linh thạch. Lâm Bác, ngươi... Tiêu Miểu, đừng manh động, giá cả quá nhiều rồi. Mà đại trưởng phu phải biết tiến biết lùi. Người hãy nghĩ đến thực vật kỳ dị kìa. Ta biết rồi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là linh thảo luyện đan Tử Vân Chi, giá kỷ điểm là 2000 linh thạch. Ta đã giảm 4000 linh thạch. Đây đã là cực hạn của Vân Tư Chi Tự rồi, sẽ không có người cướp với ta nữa. Ta trả số 9527 trả bao nhiêu? Ta đều trả cao hơn hắn 100 linh thạch. Lâm Bắc, người Tìm Hiểu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ chúng ta nhẫn nhịn chút đi. Tiêu Miểu, người xem đi. Những thứ người muốn và cả tử linh chì vừa nãy nữa, tất cả đều ở trong tay của ta, có vui không? Tiêu Miểu, nhẫn nhịn đi, đừng đỡ bị hắn khiêu khích. Ta nhẫn nhịn cái con khỉ. Lâm Bắc, nộp mạng đi. Lại giống cái chuyện trình hồi đấu giá của ta, gan cũng không nhỏ nhỉ. Tiêu Tử, lần này chỉ là cảnh cáo cho người. Nếu như còn tái phạm thì cho dù ngươi là đệ tử của tông môn nào thì ta cũng đều trừng trị nghiêm. Dưới sự ảnh hưởng của ghi chủ, Tiêu Miểu dần dần mất đi thiết lập thiên mệnh chi tử. Ta biết rồi. Khí vận của Tiêu Miểu trừ 1000, khí vận còn lại 2250. Khí vận của ghi chủ cộng 200, điểm phản diện còn 4000. Xem ra Tiêu Miểu nhanh thôi sẽ mất đi cái thân phận thiên mệnh chi tử. Tiêu Miểu, người đã manh động quá rồi. Sau này cho dù người bị kích động thì cũng phải bình tĩnh lại, sau đó thì suy nghĩ đối sách. Nhưng mà lần này, vì sao ngươi lại hoàn toàn mất đi sự ổn định và lý trí trước kia? Đan lão, ta cũng không biết. Tận sâu trong nội tâm của ta đột nhiên có một giọng nói nói với ta. Ta không còn nhẫn nhịn nữa,
cho nên ta đã giải tỏa lửa giận ra ngoài. Đợi sau khi lấy được linh thảo kỳ dị thì chúng ta lập tức trở về. Đến lúc đó ta sẽ tra ra ngọ rõ gì biến trong cơ thể của người. Vậy thì làm phiền đáng lão rồi. Cô ta nhúng tay vào thì những thứ tiêu miệu nhìn trúng đều sẽ rơi vào tay của ta. Nhưng mà hệ thống vẫn chưa nhắc nhở là hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra cơ duyên của tiêu miểu là vật đấu giá cuối cùng. Sau đây sẽ là vật phẩm đấu giá cuối cùng của hội đấu giá. Là linh thảo vô danh. Công hiệu và tác dụng của linh thảo này đều chưa biết. Điều duy nhất có thể xác nhận được rằng là nó đến từ tự hải vực thần bí khó lường kia, hắc ám chi hải. Cái gì? Đến từ hắc ám chi hải ư? Vậy linh thảo vụ danh này chính là linh vật hắc ải đã có cơ ngụ và nghi cờ trong lời đồn rồi. Cũng may là trước khi xuất phát đã đến tàng thư cát lấy một cuốn đại bình phong thổ ký. Để ta xem hắc ám chi hải là cái gì chưa? Phía cực đông của đại lục Cửu Châu là chiến trường dị vực. Phía cực tây là hải vực mênh mông, cùng với những hoàng đảo nằm rải rác. Mà hắc ám chi hải lại là một vùng nước thần bí không ngừng di động trong hải vực. Mỗi lần hắc ám chi hải lại gần đại lục Cửu Châu thì đều sẽ mang tới những kỳ chân dị bảo chưa từng có tới. Nhược vật phẩm này có cái thì có thể ban cho con người tu vi mạnh mẽ, khiến cho bọn họ tấn thân thành đại tu sĩ làm người ta kính sợ. Có cái lại có thể khiến cho con người mất đi lý trí, sa đọa làm con rối cho những vật phẩm kỳ lạ này. Chính là nó, ta từng đọc qua giới thiệu về gốc linh thảo này trên bức tranh treo trên tường của cổ di tích xưa. Gốc linh thảo này tên là kim kiển huyết thảo. Bộ phận huyết thảo có thể dùng để luyện chế đan dược tấn thân tu vi. Kim kiển thì có thể dùng tu luyện thần thông không thiên vật. Gốc linh thảo này là cơ ngộ hay là nguy cơ, vậy thì phải xem vận khí của các vị rồi. Linh thảo vô danh giá khởi điểm 1 vạn linh thạch, 10 vạn. Ta ra giá 15 vạn, 16 vạn, 18 vạn, 20 vạn, 23 vạn. Ta trả 30 vạn. Thì miểu gọi một giá mù đức đi, kim kiện huyết thảo đi. Được, ta ra giá 100 vạn linh thạch. 100 vạn. 100 vạn để cược một gốc linh thảo không rõ nguồn gốc công hiệu, đúng là thiệt quá. Ta cũng từ bỏ luôn. 100 vạn linh thạch à? Tiêu miểu đúng là tham tàn bất lộ nha. Bây giờ còn chưa tới 100 vạn linh thạch, nên lấy cái gốc linh thảo này từ ở trong tay tiêu miểu kiểu gì đây? 100 vạn linh thạch không phải là cực hạn của ta. Hồi đấu giá lần này ta đã mang theo 250 vạn linh thạch theo trong người. Trước đó Lâm Bắc đã cướp đi nhiều bảo vật lẻ tẻ như vậy, bỏ thì bỏ thôi, chỉ có kim kiện huyết thảo này là ta phải có được thôi. 100 vạn linh thạch, còn có người trả giá nữa không? Có rồi. Hệ thống à, trao đổi toàn bộ linh thạch ở trên người của tiêu miểu cho ta. Trên người của tiêu miểu cộng có 250 vạn linh thạch, trao đổi toàn bộ còn 2.500 vạn điểm phản diện. Ký chủ có muốn trao đổi không? Phụ vụ lần này có thể cho nợ ít người. Nếu như mà ký chủ muốn cướp đi cái khí vận rồi cướp được linh thạch của thiên mệnh chi tử, hệ thống có thể cung cấp cách khác. Diệu thủ không không là trang bị chuyên dùng để trộm số lượng linh thạch ngẫu nhiên của thiên mệnh chi tử. Hạn chế sử dụng, phải biết tên dung mạo của thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chi tử ở trong tầm mắt của bản thân, và khí vận của thiên mệnh chi tử thấp dưới 3.000, tiêu hào 5.000 điểm phản diện là có thể sử dụng được diệu thủ không không một lần. Cái này không tệ nha, cho ta một lần. Trừ 5.000 điểm phản diện, số lần sử dụng diệu thủ không không còn lại một lần. Sao mông lại cảm thấy ngứa ngứa nhỉ? Tiêu miểu tiếp chiều. Ây da,
Chúc mừng ký chủ đại nhân phát tài, nhận được tất cả linh thạch trên người của Tiểu Miểu, 250 vạn linh thạch. Vận mày đúng là không tệ nha. Tiểu Miểu, người sao vậy? Sắc mặt đột nhiên sao có coi vậy? Không sao, có thể là tối hôm qua đã ăn nhầm cái thứ gì đó. 100 vạn lần 1, 100 vạn lần 2, 100 vạn lần, ta trả 101 vạn linh thạch. Lâm Bắc, ta không tin ngươi đã tốn nhiều linh thạch như vậy để mua những bảo vật kia rồi, mà còn có đủ linh thạch để cướp đi kiếm hít thật với ta. Ta trả 150. Tìm hiểu, trước khi ngươi trả giá, ngươi nên nhìn xem linh thạch trong túi trữ vật của ngươi còn lại bao nhiêu. Hả? Linh thạch của ta mất hết rồi. Làm mất là ngươi làm. Nói không càng cứ, ngươi có chứng cứ gì sao? Lâm Bắc, lấy linh thạch của thiên mệnh chi tử, đồ cơ diện của thiên mệnh chi tử, cái loại cảm giác này thật chi là tuyệt vời. 100 vạn, lấy 1 vạn một lần, 101 vạn lần 2, 101 vạn lần 3. Chúc mừng số 9999 đã đấu giá được linh vật hắc hải, linh thảo vô danh trước cửa hồi đầu giá. À, vị khách, đây là linh thảo vô danh, ngài đấu giá được, xin hãy nhận lấy. Cảm ơn. Lầm mắt của sát thiên đạo, tiêu diễu dư thừa vận khí 1800. Ơi dạ, tiêu diễu, tôi là ngài quá. Linh thảo mà người muốn là của ta rồi. Lần này ngươi giá trà xì cát biển đông rồi, thật là đáng tiếc quá. Lầm Bắc, cái tên tiểu nhân đến tìm nhà ngươi. À đúng rồi, lần sau tới mua đồ người nhớ phải mang theo đủ tiền này nha. Đừng nói giống như là hôm nay, mở mắt to nhìn cho rõ đồ bị tốt bị người khác mua mất, bằng không thì lại bị người ta cười cho đấy. Ôi, cướp được cơ duyên của tiêu diễu thành công, khí vận của tiêu diễu trừ 450. Tiêu diễu, khí vận của ghi chủ cộng 90, giá trị phản diện cộng 1800. Xong việc rồi. Ừ, làm xong rồi. Mà hình như người rất ghét Tiêu Diễu, tại sao thế? Không biết lúc trước hắn đã làm gì đâu, để ta nói cho cậu nghe. Một câu chuyện từ biên từ diễn. Hả? Lúc trước va chạm vì hắn đã cảm thấy hắn là người ích kỷ rồi, không ngờ hắn lại là một tên vô liêm sỉ như thế, vòng mong bội nghĩa, lông gián dài suối. Chẳng trách ngươi lại nhắm lại vào hắn, thành công làm cho thiên mệnh chi tử bạch tình ghét Tiêu Diễu. Khí vận của Tiêu Diễu trừ 100, khí vận của ghi chủ cộng 20, giá trị phản diện cộng 400. Úi, à, trời tối rồi, ta cũng phải cáo từ đây. Cáo từ? Ừ, cáo từ. Cái gì? Cố Nguyệt rời đi rồi. Cố Nguyệt bị phụ thân của cô ấy đưa đi rồi. Đây là lý do vì sao ta phải đưa Cố Nguyệt tới Đăng Thành. Còn nữa, đây là lưu ảnh thật phụ thân của Cổ Nguyệt để lại cho người. Lâm Bắc, người nghe cho rõ đi, ta tuyệt đối không đồng ý ngươi ở cùng với con gái của ta. Ta ra lệnh cho người sau này không được tới gặp Cổ Nguyệt nữa. Người thật sự là yêu quá, yêu tới mức mà cái cổng nhà của Cổ gia ta mà cũng không đẩy được. Nam nhân như người làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho Cổ Nguyệt được hả? Người phải biết rằng, nhìn nhận sự thật, đừng có mà tớ tưởng tới con gái của ta nữa. Lại kiên quyết như vậy, lần sau gặp mặt thì đánh nặng thêm một chút nữa đi. Lâm Bắc, yếu quá là rồi sao? Thì Lâm Tử, ta đã giúp ngươi dạy dỗ cái tên đó một trận rồi. Những gì hắn nói người cũng đừng để trong lòng, thiệt là con người cũng không được tính là rất mạnh rồi. Còn nữa, viên đan dược này ngươi cứ cầm lấy đi. Đây là ta giúp người cướp được từ chỗ của phụ thân của Cổ Nguyệt đó, ngũ phẩm đan dược huyền diệu tự phụ đan, tác dụng là mở rộng đan điền. Có viên đan dược này rồi thì người có thể đáp ứng được với cái điều kiện đã thăng cấp kiếm điển thành liền rồi nhỉ? Đa tạ sư tôn. Đóng cửa.
Sự uy hiếp bên phía phụ thân của Cố Nguyệt là không đáng cỡ. Có hệ thống ở đây thì Từ Vi không phải vấn đề. Rời xa Cố Nguyệt. Để Từ Vi của ta tầng cao rồi thì sẽ tới tận cửa nhà Cố Nguyệt đem Cố Nguyệt đi. Nhưng mà trước mắt, sự uy hiếp của Tiêu Diễu bức bách hơn nhiều. Ta phải tăng cấp lên Kim Đan kỳ trước khi đại hội Tam Tông bắt đầu. Đầu tiên là xử lý bảo vật lấy được ở hội đầu giá, ngồi kim kiển, huyết thảo và bình tâm đan ra. Nhưng mà còn cái còn lại thì không còn. Hà Tông à, đổi chỗ linh thảo khoáng thạch này thành giá trị phản diện cho ta. Đã thu nhận không lực khoáng tứ vân chi, giá trị phản diện cộng 200. Tiếp theo, hệ thống kim kiện huyết thảo có tác dụng gì? Kim kiện huyết thảo có thể tu luyện không thiền dực. Không thiền dực là một loại thần pháp bí thuật chạm tới không gian chi lực. Hoán đổi cần 50.000 giá trị phản diện. Huyết thảo có thể tu luyện tầm anh tứ biến đàn của kim đan kỳ chuyên dụng. Hoán đổi 30.000 giá trị phản diện một viên. Một viên tứ biến đàn có thể dùng thăng cấp một tiểu cảnh giới trong kim đan hoàng mỹ. Bốn viên tứ biến đàn thì có thể trực tiếp đạt tới kim đan kỳ viên mãn đỉnh cao. Phát hiện được kỳ chủ sở kim kiển huyết thảo trừ ra 50.000 giá trị phản diện để đổi lấy bí pháp không thì dực và bốn viên tầm anh tứ biến đàn. Ồ hô, thì là không ngờ hệ thống người lại có một ngày không làm gian thương đó nhỉ. Đây rồi, đổi cho ta. Con cá đổi cho ta kim đàn phá trướng đàn, kim đàn thăng cấp vẫn đóng vững, đáng chất, đáng tin cậy. Hoán đổi thành công trừ giá trị phản diện. Tiêu Diễm, đại hội Tam Tông người cứ tắm rửa sạch sẽ mà chờ chết đi. Để khi vẫn có người giảm tới 150 nữa thì người sẽ có thể đóng mây luôn rồi. Phá đàn, đột phá thành công rồi. Kim đan kỳ, 5 ngày sau, đan thành. Ui thôi quá, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, đại hội Tam Tông. Lão già Huyền Nhất, lão thái bà Viêm Linh, người của các người lúc nào thì mới tới? Sao bắt đầu so tài rồi, cho lẽ các người là muốn bỏ quyển? Tiểu Bất Điện Bích Vân, cách so tài bắt đầu còn có thời gian một chén trà với cái gì chưa? Họ đã tới rồi. Phát hiện thiên mệnh chi tử mới. Và lại thấy một người nữa. Đàm Sơ, cảnh giới kim đăng kỳ tầng 1, giới tính nam, trần doanh, hỗn loạn tả, khí vận 10.000, đã tính thiên mệnh chi tử, dị thế trùng sinh, lợi ích cực đoan song tiêu, đánh giá một trọng sinh giả đến từ thế giới võ không, biết tới xuyên không, tới tự cho mình là bất phàm. Nếu đã đến đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Trận đầu tiên của đại hội Tam Tông là so tài luyện đan. Do nguyên liệu là do đại hội cung cấp, mỗi thí sinh đều có hai cơ hội để luyện chế đan dược tứ phẩm do đại hội chỉ định. Vận linh luyện đan là thí sinh nào luyện chế được đan dược có phẩm chất cao hơn sau hai canh giờ sẽ giành chiến thắng. Vận linh nguyên đan phẩm chất hà dài, trung dài, thường dài và viên mãn là có vàng. Cuối cùng thì thí sinh vào luyện chế được đan dược có phẩm chất cao nhất sẽ giành chiến thắng. Người thắng thì có thể nhận được một bình huyền linh phá kim đan. Huyền linh phá kim đan ẩn chứa linh lực cường đại, có thể giúp cho tu sĩ kim đan tăng tốc độ tu luyện và tăng tỷ lệ đột phá tiêu cảnh giới. Ta phải giành được huyền linh phá kim đan, sau đó khi mất đi kim kiện huy thảo, ta chỉ có thể dựa vào huyền linh phá kim đan để tăng tốc tu luyện thôi. Tiêu Miểu, ngươi phải nhắc nhở bản thân luôn phải giữ bình tĩnh. Sau 5 ngày liên tục kiểm tra cẩn thận, ta vẫn không tìm thấy được bất thường nào trên cơ thể của người. Về sau, đừng có cư xử không lý trí tại các cuộc đấu giá nữa.
Ta hiểu rồi. Lời thơ Mộ Thiên mời chị tự đúng là đau đầu. Nhưng mà nhiệm vụ quan trọng bây giờ là đoạt hoàn toàn khí vận của Tiêu Miểu, sau đó thì tiêu diệt Tiêu Miểu. Chẳng qua Tiêu Miểu không hổ là thiên mệnh chi tử, mất đi kim điển trần thảo mà chớp mắt cái lại gặp phải huyền linh phá kim đan. Nhưng mà yên tâm, ta cũng không thể để cho người có được cái này đâu. So tài luyện đàn chính thức bắt đầu. Đàn nguyên tông Tiêu Miểu, xích luyện tông Liệt Vô Cực, thanh vân tông Lâm Bắc.